Hôm nay là ngày 28 Tết. Tết đi chợ hoa. Chợ hoa ở Phước Lộc Thọ. Ở đây thì cái dáng cái ra tới mọi chợ hoa là rất đông. Bên đây thì đông. Là vui của người Việt Nam là đi chợ hoa, đi chợ Tết, đón mừng năm mới. Bao dài đó chú. Ủa chị hả? À, đây là bên trong của Phước Lộc Thọ đó. Biết năm nay ông ấy còn có bán không? Được rồi con, nghỉ thôi đi. Hôm nay là ngày ấy rồi hả? Còn ngày mai nữa không? Còn ngày mai. Mai đó. Còn ngày mai. Nhà nước mà. Như bỏ aspirin vậy bạn. À, cây mai nè, cây mai của bên Mỹ là vậy nè, mai rừng. Con lân không? Con sợ con khóc quá trời luôn. Đâu có lân đâu, lân là chiều rồi đi sớm không có. Mở ra chơi đi con. Có gì vậy?
Do it, Lynn. Do it. Woo. Đạp, đạp nó, đạp nó. Mấy giờ rồi bà? Đây là hoa mai đào nhưng mà độ giả. Đây lên 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 cái gì? Rồi một chậu là 16 đồng nè, một cặp là 16 đồng, quay phim là 20, mua thì chỉ có 8 đồng mà thôi. Nhanh gọn lẹ, nhanh gọn lẹ. Bông đỏ là con rồng bay qua cánh đồng, chảy máu xuống cánh đồng thành bông màu đỏ. Hơi vắng chút xíu, với lại giờ này cũng trễ rồi. Qua đây là một cái khu ẩm thực, tất cả các loại đồ ăn Việt Nam. Đấy, ở đây đông quá trời luôn. Đệ nhất thịt nướng, the best in town. Hãy subscribe.
đắp lên vậy luôn. Đây là gì mình để giúp bụng chiên. Món này món gì vậy chị? Ngon không chị? Heo nướng. Heo nướng. Ồ. Ồ, đây thịt nướng nữa nè. Đâu mình đi về đó. Giống gì? Chính đang quá.
cảm ơn ủng hộ chùa, cảm ơn rồi đổi tiền rồi thôi đây đừng nói 3 rưỡi đồng. Gửi đến quý vị kính chúc quý vị một năm mới, năm Canh Tí 2020 tràn đầy sức khỏe, tràn đầy tình yêu, yêu đời, yêu người, và lúc này thì cùng các chúng tôi nở nụ cười môi. Bây giờ thì xin được mời quý vị ngồi đây xử. Mấy ngày trước thì rất là đông, không có chỗ chen. Tôi rất yêu thương. Đây là niềm vui rất lớn của người Việt Nam chúng ta. Năm nay là năm Canh Tí, năm Canh Tí.